Xin chào toàn thể anh chị và các bạn nhé. Em vừa về một mẫu Camry số sàn rất là đẹp. Đấy, Camry số sàn nhé anh chị nhé. Đấy, xe thì khá là ok luôn, biển 29S3402, Tư Nhân Hà Nội, một chủ từ đầu luôn. Nội thất của xe này rất là đẹp luôn đối với dòng Camry này. Đây, cho quay cho anh chị xem này. Đấy, nội thất của này khá là đẹp. Phiếu nhắc bảo dưỡng định kỳ đầy đủ hết này. Đấy. Nhưng mà xe này thì chủ xe người ta rất là cẩn thận. Đây anh chị quay cho anh chị và các bạn xem này. Đấy, có màn hình camera lùi đầy đủ hết rồi. Xe còn nguyên bản luôn nhé anh chị nhé. Đấy, Camry số sàn thì nó rất là lành máy rồi. Nhưng đối với dòng Camry số sàn thì chạy là khá là ổn. Đấy, với cái cửa tiền bên em đang bán là 245 triệu cho cái mẫu Camry số sàn này này. Đấy, 2003. Xong này, tắp ly này. Con này phần nhựa của xe này anh chị nhìn đây. Đấy, nhựa của Camry nó còn đẹp lắm. Riêng đối với con này nhựa của chủ xe người ta chạy giữ gìn cẩn thận hết. Nên xe còn hoàn toàn yên tâm cái chất lượng luôn. Đấy, trong dịp Tết này anh chị các bạn nào có nhu cầu mua về đi gia đình trong cái dịp Tết này thì lấy mẫu Camry này mà chạy này. Con này theo em đánh giá là xe khá chất luôn. Đấy, mọi cái chi tiết của xe thì em quay cho anh chị các bạn này. Tắp ni, tắp nô của xe này. Đấy. Đèn này nguyên bản này. Keo chỉ zin luôn. Con này keo chỉ zin luôn anh chị nhé. Đấy. Xe con này về là sẵn sử dụng luôn, không phải làm bất cứ gì nữa cả. Vì xe con này em đánh giá là xe khá là đẹp luôn. Đấy. Sơn xi hoàn toàn là sạch sẽ, không phải làm bất cứ gì cả. Bản 2.4. Đấy, 29S. Tư nhân một chủ từ đầu luôn. Đấy, nội thất của xe con này không có gì phải bàn về nội thất của con xe này. Nội thất xe nó quá đẹp luôn. Và Camry như cái dòng số sàn thì chạy nó lành máy và tiết kiệm rồi. Đấy, nên là anh chị mua, các bạn mua những dòng này chạy thì hoàn toàn ổn, yên tâm. Đấy, không lo về cái vấn đề là hỏng vặt, không về lo về cái vấn đề chi phí sửa chữa mấy. Và hơn nữa là cái dòng này nó tiết kiệm nhiên liệu mà. Bản số sàn này 2.4 là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, chủ xe có lắp màn hình camera lùi đầy đủ hết cho anh chị các bạn rồi. Về hoàn toàn là không phải làm gì đâu. Nhìn xe thì con này là quá là sạch sẽ rồi. Đấy. 245 triệu thôi. Có xe Toyota Camry số sàn này. Đấy. Keo chỉ của xe là hoàn toàn là keo chỉ zin luôn nha anh chị nhé. Xe không có bao cho chị, xe không đâm van cọc nước gì đâu. Đấy. À, nhìn cái nội thất của dòng Camry nhìn nó khác ngay. Nhưng mà con này nó đẹp, đánh giá là dòng con này xe nó đẹp. Tất cả cái phần nhựa chi tiết của xe nó không có xước sát gì cả chị nhé. Đấy, trần nỉ sáng cốp luôn. Đấy, 4 tắp đi tắp nô đẹp. Đấy. Kéo chỉ các thứ không mất phần nào. Nói chung là với cái tầm tiền 245 triệu thì theo em nghĩ là anh chị các bạn là trong cái dịp Tết này mà đi cần một cái mẫu xe đi gia đình tránh mưa tránh nắng thì lấy cái mẫu Camry để mà chạy này. Em nghĩ là xe nó ổn. Camry nó lành mà giữ giá mà chạy Camry nó sướng lắm. Hôm nay con này thì đích thân em đi lấy mà nên là cái chất lượng em chạy thử rồi, test thử kiểm tra rồi nên là chất lượng con này là khá ổn. Nên anh chị hoàn toàn yên tâm. Đây cho anh chị các bạn xem về cái phần cốp sau này, khoang máy này. Đấy, những cái phần quan trọng của xe. Cốp sau trên nó vẫn là cốp nỉ này, vẫn là nỉ nguyên bản luôn. Đấy, xe hoàn toàn không qua quệt gì cả, tất cả các đường nét, các rãnh này còn nguyên mà xe nó còn đẹp lắm. Đấy, cho anh chị các bạn xem về cái phần này, cốp của xe này. Đấy, đối với Camry con này anh chị nhìn này, không có một tí bục mọt nào luôn và lăm ra răng đúc này. Đấy, các phần sơn xi, các thứ của xe đây còn nguyên bản hết anh chị nhé. Đấy, Camry phải như này, mua những con Camry như này chạy nó mới chất. Đấy, không phải sửa chữa gì một nghìn nào luôn. Đấy, tôn vỏ của nó sáng khoắc luôn. Camry chạy nó đã lành, vốn nó lành rồi. Kiếm được những con nào đẹp đẹp như con những con này chả chạy thì hoàn toàn là yên tâm. Camera lùi của nó này chị ạ. Đấy. Sơn gì này không mất một nghìn nào luôn nha anh chị nhé. Sơn con này thì cực đẹp rồi. Đấy. Bốn quả lốp thì còn tầm khoảng 90 mấy%. Nếu mà lốp có 90 mấy% của lốp. Đấy. Lốp đẹp còn 90 mấy% luôn. Nội thất này không phải bàn, nội thất con này là quá mỹ mãn rồi. Nội thất là nguyên bản, mà xe nội thất đẹp cực kỳ luôn anh chị nhé. Nhìn này, nội thất vào nhìn cái nội thất của Camry nó sáng, nhìn không gian nội thất của xe nó thoáng đãng cực kỳ luôn. Kể cả cái hàng ghế phía sau nó rất là rộng. Đấy, chị các bạn đi gia đình 5 người là thoải mái luôn với cái dòng xe này. Cho anh chị các bạn xem về phần khoang máy của xe này. Pha đèn nó rất là ngon và sáng quắc luôn. Mép đèn này không có một tí ấy nào luôn. Đấy,
xe nó không có va quyệt gì cả, mép đèn các thứ nó khít khịt luôn anh chị nhé. Đấy, cho anh chị các bạn xem về cái phần khoang máy của con Camry. Nhìn thấy cái máy Camry con này thì anh chị nhìn cái máy, cái chất máy của nó thì quá là đẳng cấp rồi, máy sáng choang luôn. Đấy, đây máy con Camry, anh chị nhìn cái máy con này này, đấy nó sáng choang, máy như này nó mới chất. Nhưng cái dòng là Camry, cái phần da máy của nó cực kỳ đẹp. Đấy, mà nó lành máy, dòng Camry thì nó lành máy rồi. Cầm gì thì cứ bao cho anh chị là máy gầm chất, nếu cầm gì thì bao chị máy gầm chất. Với những cái đời này thì 2003 thì chắc chắn là máy nó không còn máy zin rồi, máy nó chắc chắn là phải làm lại, phải chạy 17 năm mà phải làm lại đều đương nhiên. Nhưng mà máy nó là máy chất. Đấy, không bỏ anh chị là bỏ là máy chưa làm được, máy con này đời sâu nó phải có bảo dưỡng, có phải có làm rồi chứ không thì không làm được, không làm thì mình chạy sao được trong quá trình 17 18 năm được. Đấy, nhưng mà con này máy là siêu chất luôn. Chị mua về những dòng xe này về là chỉ có sẵn sử dụng thôi, không phải làm bất cứ gì nữa cả. Đấy, máy gầm thì con này là máy gầm ngon, số sàn chạy lành máy. Đấy, đây chị nhìn là cho chị nhìn lại tổng thành chi tiết về cái mẫu xe Toyota Camry 2003 số sàn 245 triệu chị nhé. Đấy, một cái mẫu Camry thì anh chị nhìn đây, em quay cho chị qua từ đây là rất là chi tiết về những cái phần của xe rồi. Xe thì bao cho anh chị là xe quá là ngon. Đấy, những con Camry được như những con này, lấy những con này về thì chạy chị được quá là ổn, yên tâm rồi. Giá tiền vậy là cũng rất là hợp lý cho anh chị các bạn. Đấy, anh chị các bạn nào quan tâm đến mẫu xe Toyota Camry 2003 phiên bản số sàn rất là lành máy và tiết kiệm nhiên liệu này thì alo cho em Dương, số điện thoại của em là 0829777777 anh chị nhá. Anh chị các bạn nào có nhu cầu cần thì nhắn tin vào Zalo, em sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh chị và các bạn. Vâng, xin chào và tạm biệt. Cảm ơn anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Mua Bán Ô Tô Cũ của em nhé.